Xin chào các bạn, thì hiện giờ mình đang đứng ở cái chỗ ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì hôm nay mình xuống nhà của chú Tám, đây trước mặt mình là nhà chú Tám, hoàn cảnh chú Tám rất là khó khăn thì mình cũng quay nhờ những mạnh thường quân xem xét giúp đỡ giùm cho chú Tám. Chú Tám thì bị bệnh tai biến, hiện giờ chú Tám sống có mình, hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện giờ mình mời các bạn đi theo mình đi vô nhà của chú Tám. Chú Tám cho con hỏi, con nghe nói chú Tám bị tai biến rồi, giờ chú Tám đỡ chưa? Dạ cũng đi không được, chú đi không được, đắt gắt nhắc đi, đi không được, không cả thì là tình chú đây bị một cả chục năm rồi như vậy, đi không được thì đắt gắt mọi đồ đạc của ta chở chở cho ăn, rồi chú không bằng đó, con nó nghèo chết rồi. Dạ. Hiện giờ chú Tám ở đây có một mình hả? Dạ mình một rồi. Còn thím Tám đâu chú? Chết lâu rồi, 20 năm rồi. Dạ. Còn chú Tám được mấy người con? Ba đứa con giờ nó nghèo, giờ nó nghèo, nó đi ở đợ rồi. Có chồng nó giả, nghèo. Chồng nó giả, nghèo chết. Dạ. Năm nay chú Tám được nhiêu tuổi? 32 tuổi chú. Dạ. Rồi hàng ngày chú Tám lúc trước làm gì? Đó mận này mà mướn, hồi đó mà làm khỏe mà mướn, giờ 24 tôi bị giờ 15 năm giờ nằm ở nhà không có ngày họ cho ăn không rồi chú. Dạ. Gạo nó tới mà cho không rồi. Dạ rồi. Gạo từ thiện hả? Dạ. Rồi chở nước rồi nè, chở nước giùm. Dạ. Nước rồi cũng chở giùm ổng, ổng xài nước mặn á. Dạ, dạ. Anh à, ở gần đây cho em hỏi anh. Ở sát bên đây nè anh. Ở bên trước là lộ lớn hả? Cũng dạ. Vô tên lộ lớn hả? Dạ. Dạ. Cũng vô thấy ảnh có mình cũng chạy tới lui chơi, ngồi nói dốc rồi chơi vậy. Ảnh dạ. Có làm gì phụ. Dạ. Dạ. Cho em hỏi anh tên gì? Tôi tên Bảo. Dạ. Anh cũng ở cùng ấp đây luôn hả? Dạ, cùng ấp. Dạ. Thì thấy xuống đây chơi thì thấy hoàn cảnh của chú Tám khó khăn vậy thì cũng phụ giúp cho chú Tám hả? Dạ, ảnh cũng khó khăn lắm này. Giống con mình anh thấy vậy. Dạ. Tối ngủ nhiều khi bệnh hoạn không ai biết nữa. Làm gạch thôi chứ không có làm gạch thôi. Cái nhà vậy nằm ở dưới cũng không có cái giường, cũng thấy cũng tội. Dạ. Ngủ thí dụ ban đêm hôm mà có chuyện gì cũng không ai biết, con mình cũng thấy có tội đó. Dạ. Rồi mấy người con không có về thăm con thì thí dụ lâu lâu có đi có quản có không có làm thì cũng về ghé thăm cho thí dụ vài ba chục thì vài ba trăm vậy cho không xài thôi chứ ai cũng có cuộc sống riêng hết trơn rồi cũng nghèo nữa thí dụ người ta cũng đâu có giúp thì phần nào hay cha mẹ thì cũng thí dụ này cho ít vậy đó chứ nó cũng còn có gia đình nó con cái nữa. Thấy anh cũng tội lắm, có mình là thôi lối nhà thui thủi mình ha. Mà đi thì cái giò thì nó cà sụi, cà sụi, cà sụi. Anh mới chở nước giùm á hả? Dạ. Nước cũng chở rồi, thí dụ có lãnh đạo mà đồ đạc mà chở không hỏi thì ổng kêu chở cho ổng. Dạ. Anh lấy nước ở đâu, trên quỹ ban hả? Quỹ ban hả? Dạ. Với ở đây nước mặn không thì nước ngọt gì chở bậy gì cho ổng xài. Tội lắm nay nhiều khi ở ngủ đêm hơn có mình cũng tội nghiệp. Thì cơm đồ thì tự nấu ăn luôn. Cơm thì tự xử được mà cũng là xích cà nuôi rồi xích đi vậy. Dạ. Yeah. Cơm mà có gì ăn mấy. Cho em vô coi nhà chú Tám chút xíu rồi.
Trong buồn hư cho con gãi quệt bể luôn. Mày ngủ dưới đất không hả chú? Dạ. Tiền bạc không có mua giường nằm ở đây. Nhà thợ đền ở đây đất cái nhà, cái nhà này nhà Tinh Thành phải đành cho. Nhà của Tinh Lành cho luôn. Dạ. Nay mười mấy năm rồi. Bể gạch đó, trè đó chứ. Nhà Tinh Lành này cho lâu chưa chú Tám? Bảo cho đó chú ơi. Dạ. Bảo 2006. Bảo 2006. Ủa vậy chú Tám ở trước này thôi chứ còn ở trong này không có ở được luôn hả? Hư rồi hả? Ở trong rồi nó tại hồi đó không có tô à. Nó bể hết trơn rồi. Bể thì chú lấy cái mặt bàn chú đậy lại. Nhà của anh Tám ảnh khó khăn quá thì nhà các mạnh thường quân với mấy nhà hảo tâm cũng giúp đỡ giùm cho anh Tám phần nào cho ảnh bớt khổ giùm, xin cảm ơn. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Thì mình cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xem xét giúp đỡ cho chú Tám. Hoàn cảnh chú Tám khó khăn, chú Tám bị tai biến mà anh giờ sống ở có mình nè.